chào các bạn thân mến. Và giờ này chị em chúng mình đang ở chùa, đã đến chùa Linh Thú rồi nha. Các bạn nhìn thấy hàng liễu đông đưa trước gió, cặp theo dòng trên sáng lấp vò là các bạn đã biết chùa nào rồi phải không? Chùa Linh Thú. Đó. Và bây giờ mời chị em vào viếng chùa Linh Thú nha. Rằm tháng 10 năm Giáp Thìn 2024 nha. Rồi vào. Thì chùa Linh Thú thì mình cũng có nhiều cái video clip để chia sẻ giới thiệu với các bạn. Và hôm nay rằm tháng 10 thì chị em mình trong ngày hôm nay là 14 tháng 10 thì cố gắng là viếng được 10 chùa. Và giờ này thì 12 giờ kém 15 và chị em mình đã đến chùa Linh Thú. Rồi mời các bạn vào viếng chùa cúng Phật nha, cúng rằm tháng 10. Đông vui như ngày hội vậy đó các bạn. Và ngày hôm nay đi trên đường á thì mình thấy bà con Phật tử mình di chuyển là đa phần là xe máy, bởi vì bà con mình cũng ở địa phương ở đây rồi viếng chùa nên từ sáng giờ đi vòng vòng thì cũng gặp nhau trơn các bạn. Cũng gặp nhau. Rồi bây giờ lại gặp nhau ở chùa Linh Thú nha. Đó. Thì khi đến chùa trong ngày 14, 15 rằm thì đến thì các bạn khỏi phải lo gì hết. Nước uống cho đến thức ăn là giờ nào cũng có. À, về hả chị? À, đi sớm nha. À, mấy em mới tới. Từ sáng giờ thì cũng đi dạ đúng rồi. Rồi cái ba đây rồi giờ chị đi chùa nào nữa ha? Về đi còn dài dài nữa. À, dài tới chiều luôn ha. Ừ, được mấy chùa từ sáng giờ đi được mấy chùa? 4-5 chùa. Như em tới đây là chùa thứ 8 mà giờ không có nhớ nữa. Bây giờ đi bọc về Hòa Nhơn rồi. Em bọc về Hòa Nhơn đó rồi để coi coi. Dạ dạ. À, chị ở đâu? Ở bên sông ha. À, bên số 8 qua ha, đầu số 8 qua. À, bây giờ nói chung những ngày rằm thì bà con mình hay đi viếng chùa vậy đó. Dạ, cũng vui. Rồi về bên Thượng Lộ Bình An nha. Dạ, hẹn ngày gặp lại nha. Dạ. Giờ đông vui như ngày hội vậy các bạn. Đi cái gặp trong cái ngày từ sáng tới chiều vậy đó. Thì ngày nay với ngày mai đó là bà con mình đi viếng chùa rất là đông luôn. Đó. Thì nguyên nổi tôi bưng rồi. Để ra cái gì rồi kiểm ra trên bàn. Cái này năm nay thầy tặng sau này đẹp quá ha. Đọc làm gì? Cho con xin chiếc đi. Cái này đẹp mà con cái nó hơi to. Dạ. Hơi to. Con xin cái chiếc, cái kiểu. Vòng bình an sức khỏe nè các bạn. Mỗi lần viếng chùa thì thầy đều tặng cho mỗi người một vật kỷ niệm cầu bình an cũng như là cầu sức khỏe. Và hôm nay rằm tháng 10 thì thầy tặng những chiếc vòng đeo tay rất là dễ thương, xinh xinh. Như là như đây thầy đi, thầy ngồi trong đây nè Như. Đúng rồi, đưa thầy chưa? Từ sáng giờ đi mấy chùa rồi? Đi 7 chùa. 7 chùa hả? Rồi giờ tiếp tục đi nữa không? Dạ, tiếp tục đi nữa. Đi nữa ha? Dạ. Tính hôm nay là đi mấy chùa? Đến hôm nay đi khoảng 13-14 chùa. 13-14 chùa, vậy chắc tới chiều luôn quá ha. Ngày mai gầm đi nữa không? Ngày mai tiếp tục đi nữa. Tiếp được đi nữa, vui quá. Rồi, chúc em nhiều sức khỏe nha. Dạ, bình an, hạnh cô, phúc dạ. Nha. Chúc thương được gặp dạng sự lành. Rồi, cảm ơn em. Cô cũng tiếp tục nhưng mà không biết được nhiều. Thì mình cứ tùy duyên đi.
mỗi lần mà đến chùa Linh Thú và vào chánh điện cũng như phía sau này là hậu tổ các bạn, thì mình có một cái cảm giác rất là đặc biệt, là vì cái kiến trúc của ngôi chùa rất là cổ xưa các bạn. Tất cả cột là đều bằng gỗ hết nha, bằng gỗ căm xe xưa, cũng như ruồi mè đòn tay cũng bằng gỗ và ngói rất là xưa cổ luôn. Và đặc biệt mình ấn tượng nhất là cái màu sắc. Bây giờ thì thầy chủ trì treo rất là nhiều cái đèn lồng để thắp sáng, bởi vì nếu như không có treo đèn lồng này thì các bạn nhìn thấy ở trong chánh điện cũng như là sau hậu tổ thì rất là tối, bởi vì là do kiến trúc mình nó cổ xưa, vách tường nó cũng rất là xưa luôn, nên là nó không có sáng lắm đó thầy. Thành thử ra thầy treo thêm những cái đèn lồng để cho nó sáng, và chính từ những chiếc đèn lồng này mà mình cái cảm giác khi mình vào trong chánh điện mình cảm giác rất là ấm cúng, rồi hòa với mùi hương thơm nữa đó, nên cái màu sắc tạo cho cái không gian á rất là ấm áp luôn các bạn. Và rất là thanh tịnh đó, nên là lần nào mình vào đây quay phim thì cái hình ảnh nó không rõ lắm lại vậy đó các bạn. Đó, cái nó bị thiếu ánh sáng vậy đó, tại cái kiến trúc nó cổ xưa nên thầy treo thêm những chiếc đèn lồng ở dưới nhà sau thì sáng, nhà ăn thì sáng, đây phía sau nè thì sáng, cũng như chỗ chai đường chánh điện dạ ăn chào cơm thì sáng, rất là sáng đó chỗ chai đường. Còn ở trên chánh điện thì lúc nào cái ánh sáng thì nó không được sáng lắm đó. Còn cái chỗ chai đường chánh niệm thì đầy đủ ánh sáng hơn ha. Có thỉnh. Các bạn thân mến, và bây giờ chị em chúng tôi tạm chia tay chùa Linh Thú nha. Để tiếp tục cuộc hành hương trong ngày hôm nay, rằm tháng 10, Giáp Thìn 2024. Chào các bạn thân mến. Và bây giờ chị em mình đang di chuyển đến Tịnh Xá Hòa Nhơn nha. Đây, Tịnh Xá Hòa Nhơn. Rồi, mời các bạn vào viếng Tịnh Xá Hòa Nhơn nha. Đó. Phía trước hàng rào là trồng tre trúc và treo cờ Phật. Cổng vào là cũng làm bằng tre trúc, rất là dễ thương. Rồi, vào cổng thì các bạn sẽ gặp ngay tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát Lộ Thiên. Thì thường Phật tử đến viếng chùa, viếng Tịnh Xá Hòa Nhơn thì thường đến đây để cầu nguyện, cúng Bồ Tát Quan Âm. Còn đây là chánh điện, thì trong chánh điện thì thờ Phật Thích Ca Mâu Ni. Và chánh điện thì được xây với cái kiến trúc của Tịnh Xá là bát giác, là tám góc đó các bạn.
xây theo kiến trúc là bát giác, là bát chánh đạo đó các bạn. Thì mình cũng có cái clip chia sẻ về kiến trúc của Tịnh Xá đó, là tổ sư á, Minh Đăng Quang là cho xây cái chánh điện là theo kiến trúc hình bát giác, là bát chánh đạo. Rồi phía bên ngoài thì có thờ tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đá trắng rất là đẹp. Và bà con Phật tử mình đến viếng chùa khá là đông. Gặp nữa. Gặp nữa. Đi vòng vòng cũng gặp nữa. À, hẹn với mấy chị Định An mà trễ rồi. Tại vì đi từ sáng chung với cô hai như ý á. Rồi nên hẹn mấy chị ở đây 9 giờ 10 giờ mà không kịp. Chắc mấy chị về hết ha. Chị Hương Nhung rồi. Không biết đó, em mới lên nè. Ủa? À tại nhóm chị Hương Nhung nói 9 giờ mới đi lên đây thì chắc về rồi. Chị nghe. Trời ơi, trên năm lá gần cả 700 chiếc nón lá các bạn để trang trí. Rất là rộng, nhà ăn sữa lại rất là rộng luôn. Ủa sao ông thầy ổng ngồi trên xe hả? Vậy sao? Để hỏi thăm thầy đi, chụp bơm. Ủa mấy chị Định An về hết hả chị Cát? Ừ. Thì em hẹn 9-10 giờ, không có ai tại đi á. Em hẹn 9-10 giờ em biết chắc về hết. Trời ơi mấy chị em làm bếp. Thấy kinh ghê. Rất là ngon. Để chuẩn bị ngày mai rằm. Dạ. Ra đây sáng rộng ghê luôn. Em thôi chắc em không có ăn chè. Dưới chợ Gò Lạc mình đó, ba chị mua đồ rồi đó. Dạ. Em ở chợ Gò Lạc vậy. Ở chè ngon. Chè. Mày ăn bún sạch, ăn bún đi. Chè xôi nữa nè. Có chè xôi nữa. Chè xôi nữa kìa. Rộng quá ha. Rồi, giờ này quý Phật tử dùng bún chay rất là ngon ở chùa nha. Tự nhiên hữu duyên nói đi trễ không gặp ai đó, cuộc gặp chị Bích. Rồi các bạn thân mến, và bây giờ nhóm chị em của mình là xin chào tạm biệt Tịnh Xá Hòa Nhơn nha, để tiếp tục cuộc hành hương trong ngày hôm nay rằm tháng 10 Giáp Thìn 2024.
Rồi.